Các cấp các ngành cần quan tâm tới công tác dân tộc miền núi hơn nữa, trong đó có đầu tư phát triển, tiếp tục quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển miền núi. Đây là khâu rất quan trọng để miền núi có thể tiến kịp miền xuôi. Và đây cũng chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Đoàn Người Có Công tỉnh Bắc Giang diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để người dân ở vùng khó khăn luôn luôn an tâm, an toàn, một lòng cho Đảng, cho cách mạng. Chủ tịch nước nhấn mạnh hệ thống trường học của đồng bào dân tộc cần phải được củng cố, không được để thiếu trường lớp, giáo viên cho con em của đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa trên mọi miền Tổ quốc. Trong bối cảnh có nhiều thế lực phản động chia rẽ, phá hoại đất nước thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc là hết sức quan trọng, cần chung sức đồng lòng, đoàn kết thương yêu nhau để xây dựng đất nước phát triển. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy người uy tín trong đồng bào và đặc biệt là cán bộ trẻ luôn luôn là nòng cốt kết hợp với lớp người lớn tuổi trong các làng, các bản, các thôn xa xôi để xây dựng vùng đồng bào dân tộc ngày càng vững mạnh, toàn diện, bền vững, làm sao đồng bào dân tộc sớm tiến bước để mà sớm bằng các dân tộc anh em. Chủ tịch nước yêu cầu cần phải quan tâm tới sự phát triển của đồng bào dân tộc để đồng bào dân tộc có thể tiến bước cùng cả nước phát triển. Chủ tịch nước mong muốn đồng bào cần nâng cao tinh thần tự lực tự cường, vươn lên mạnh mẽ trong học tập, rèn luyện, làm giàu chính đáng nhằm xây dựng và phát triển kinh tế, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong học tập, phát triển của từng gia đình. Chủ tịch nước lưu ý, trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần hỗ trợ giúp đỡ nhau thực hiện tốt chủ trương trong phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh đề ra. Đặc biệt có chủ trương và biện pháp phù hợp để thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây.